Mua hàng kiểu inbox. À chào em nhé. Chào chị à. Em ơi, bán cho chị một đôi dép con cún cao cún sen mới ra mắt giá 65.000 đi em. Dạ chị vui lòng check inbox nhé. Ơ, tới đây rồi mà vẫn còn phải check inbox nữa hả em? Vâng, nội quy ạ, à, chị check đi ạ. À. Chào shop, shop bán cho mình một đôi dép con cún nhé. À, dép cún đang sale còn 65.000. Chị mua mấy đôi size bao nhiêu ạ? À? Chị mua 10 đôi thôi, size 36 em nhé. Vâng, dép chị đây ạ. À. Chị vui lòng check inbox để thanh toán nhé. Ơ, chết mẹ rồi, ấn nhầm quảng cáo rồi. Lơ, biết tin gì chưa khách hàng như vậy. Ngoài dép con cún, dép baby em còn có dép chữ C, nhà chị bán dép đang sale giá tất tay còn 65.000. Click vào mua ngay. Uầy, hay thế nhỉ, mua luôn. Các nước khi mua dép nhà chị bán dép kiểu Hàn Quốc. À nhớ siêu hồng, à nhớ Si ba, à nhớ. Mua dép con chó hả? Dép 65k bán rẻ còn 650, à nhớ. Ấn Độ. Cờ rút cờ tục. Ồ, 6.500.000. Cờ rút cờ tục. Việt Nam. Dép bao nhiêu bà chị ơi? Dạ, dép em cao 4cm, đẹp út em chân vô cùng êm ái ạ. À. Im, giá bao nhiêu? Dạ, đang sale còn giá 65.000 thôi ạ. À. Còn 65.500 thôi, bán thì mua. Chị mua thế, em phá sản mất. Ui, chị Lan, có phải là chị Lan định giá một đôi dép không ạ? À? Ừ, chị đây em ạ, à. Sao vậy? Là em mới mua đôi dép này, nhờ chị định giá xem bao nhiêu. À, cái đôi dép xúc động vật con cún này hả em? Ờ, đôi này thì giá là 1.4 tỷ. Nếu như mà em đồng ý thì chị mua 1.5 tỷ chỗ chị em thôi đấy. Ui, cao vậy hả chị? Ờ, vâng, em gửi chị ạ. À. Chị ơi, dép này bao nhiêu vậy ạ? À? Chị định giá giúp em với. À, dép này bên chị đang sale tất tay còn 65.000 thôi em yêu nhá. Cho Ân xin bèn nạc với em nghe. Em lấy cho Ân cái đồi rẻ với tê. À, em đi ra ngoài cười sắc cho Ân cái xe vô với nóng quá đi. Ơ, anh nói gì ạ? À? Ngoài cười là cái gì ạ? À? Em có cười đâu ạ? À? Ơ, răng rửa hè. Đi vô lấy cho Ân cái đồi rẻ, dẹp chữ C hay dẹp chi cũng được. Mau lên tê. Anh ấy cứ nói cái gì chị ạ? À? À, em chào anh Sai ạ. À. Cái chi rửa tê? Em tên là Hồng, biệt danh là chị bán xếp ạ. À? Ơ, tê răng rửa. Ơ, răng em mới làm mà, có dính sau à? Em mới ăn sau mà có đánh răng rồi anh ạ. À. Ấn nói là lấy cho Ấn 10 đôi xẹp để Ấn đi mân luôn tê. Răng lối nhau ra đây làm cái chi rửa tê. Răng chị với em có bị làm sao à? Răng cái chi trời ơi. Hello, chào người đẹp. Tặng em một đôi dép làm quen nha. Cái gì? Muốn xin số vợ tôi hả? Ôi, không, tôi không, 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 không